Cái này giống như là khu san hô vậy đó. Đẹp thiệt sự. Hey, mình là gì đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của tựa game Satisfactory này. Và hôm nay mình đang có dự định đi khám phá khu rừng màu tím đợt trước mà lúc mà tụi mình đi mở đường ray ha các bạn. Và trước khi đi khám phá thì mình giới thiệu lại các bạn một xíu về khu nhà máy mình mới vừa làm lại một lần nữa, và lần này cũng bạc đầu như lần trước luôn. Thì hiện tại là cái buồng thang máy của mình đã đủ hai bộ rồi nha các bạn, khung đa năng và động cơ module. Bây giờ mình còn thiếu cái bộ điều khiển thích ứng và mình đang nhờ mọi người sản xuất cái khung module nặng cũng như là cái quấn dây tự động để mình đem vào đây mình làm nha các bạn. Đây nè, khung module nặng, còn quấn dây tự động thì vẫn chưa có ai ship về và chưa có ai làm ra được cái đó hết. Nó cũng dễ nhưng mà phải cần thời gian một xíu ha. Thì cái nhà máy đợt này mình làm á là nó bỏ bớt một vài nhà máy, tại vì cái khung kia nó đã đủ rồi. Khung kia là từ hòa với lại cù ship qua đủ hết luôn. Và cái động cơ module thì nó đủ từ lâu rồi, cho nên mình tắt cái nhà máy đó luôn, mình xóa đi luôn cho nó đỡ rối. Và như các bạn thấy đây ha, ở đây có hai máy sản xuất bự, hai máy lắp ráp nhỏ, và duy nhất cái đường băng truyền á thì nó hơi vòng qua vòng lại một xíu, nhưng mà mình cũng cố gắng làm cho nó gọn mắt hết nhất có thể rồi nha. Đây, mỗi một máy thì sản xuất một cái thứ riêng khác nhau, và cuối cùng thì ra được là siêu máy tính. Thật ra thì siêu máy tính cũng không cần xài lắm, nhưng mà có thì mình sản xuất thôi. Ok, và bây giờ mình sẽ đi cùng với mọi người khám phá thử xem cái khu rừng màu tím tím dưới kia có cái gì. Và chắc là đi tàu quá các bạn. Hôm nay mình chơi cùng với Cù, Năm Đất và Hòa ha. Bây giờ đi lên đường ray chuẩn bị sẵn sàng đi thế nào. Ok, và đợt này tụi mình sẽ đi ngược lại đường bên đó và đi bằng tàu nha các bạn. Tại vì tàu điện đi nó nhanh hơn và đỡ tốn thời gian hơn nhiều so với đi xe. Và sau khi xuống nó xong thì mình sẽ đi xe sau. Rồi, hết giật chưa, hết giật chưa? Xíu rồi, có thấy hai hòn trên tàu nè. Đó gì vậy? Ủa gì vậy? Ôi, chưa mà. Chưa mà, chưa gì mà nhảy hết trơn rồi. Chán. Lát. Vậy xuống tàu đi em, gắn thêm hai cái ta rồi đứng lên trên này chắc là không rớt ra hòm rồi, yên tâm đi. Rồi không chết đâu là. Ok, mình mới vừa gắn thêm cái thùng ở phía trước. Rồi, mình không gắn phía sau, mình gắn phía trước nha các bạn, giống như là nó đẩy đi vậy đó. Và không chết đâu, lo yên tâm đi, sao mà chết được. Rồi em thấy nó giật. Ê, qua khu này mượt quá à. Ờ, tại vì khu kia nhiều nhà máy à, một cái hấp rồi một cái khu dầu, một nùi cái nhà máy điện nó luôn rồi, hỏi sao không lát. Anh mà anh còn lát nữa mà. Ừ, khu nông đất này xuống là lát tiếp. Khu nào mà không có gì thì nó không lát. Trong này hiện tại là chỉ còn mỗi khu rừng tím đó, mình chưa đi khám phá rồi các bạn. Cái khu rừng này tụi mình đã từng đi rồi. Và ở dưới kia thì Sakura cũng đi rồi nha. Sakura thì có vài cái quặng hiếm mà là quặng tinh khiết thôi à, không có gì ghê gớm lắm. Ê, cái cây đó các bạn thấy nó như cái cánh tay không, giống như mấy cái ngón tay vậy, y hệt cái ngón tay luôn. Nhét đồ vào kỹ. Đây là cái thác rồi. Rồi mình lấy cái đầu máy DC của mình. Rồi xong, đứng luôn rồi. Rồi xong. Rồi, chuẩn bị có hai cái hòm. Rồi, một rương. Rồi, cù lên dĩa. Cù lên rồi, Năm Đất lên dĩa. Rồi, bà em về luôn. Chào Năm Đất. Và đi là hết. Và muốn quà đi lên bà ơi, đi lên bà. Lên. Lên. Tiếp hòm về lên. Lão. Lão. Thôi đi à. Là hết. Đứa đi bộ đỡ đi. Đuôi. Gấp theo luôn giờ. Người chỉ chuẩn bị có cái hòm thứ ba. Ủa cái đầu tàu của ai vậy? Đây đi qua. Ok. Qua đây nó mượn quá ta. Bởi vậy tội nghiệp hai mắm kia ơi. Sốt đã tận rồi. Có cái hòm thứ ba nè. Để coi sao có được. Em bấm vô cái kho đồ cho đỡ bị có. Rồi tới khu rừng màu tím, nhưng mà hình như khu rừng này cũng quen quen. Ủa mình đi bao giờ khu rừng màu tím này chưa ta? Ồ nhìn trên này nó tím, tím liệm luôn á quà. Tím liệm. Thôi đứng đây nhảy lầu xuống thôi, đợi chờ gì nữa. Không từ từ xuống góc kia đi, xuống góc kia mình đi xuống. Khu này có cái gì ta? Khu này nhìn ở trên xuống nó có mấy cái nhìn như bông sen á. Cái lá sen. Đây. Ê, dưới kia có đây, cái có, khu có, đất có tàu kìa. Tàu gì em? Con tàu bị rớt kìa. À dưới kia có khu đất trống kìa. Nè. Hồ nước hả ta? Xuống 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 xuống.
Ôi, Tôi sẽ khu này bỏ nhìn đồ lạ xuống lắm đi nha. bỏ đá đi. Rồi, từ từ dừng lại anh ơi, bán tàu xuống em ơi. Ê, mình đi mượt quá. Đi 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 nhảy xuống đi xuống. Đây từ cái khu màu xanh này, cái khu đồng cỏ xuống đây là một cái khu nó như là bị nhiễm chất phóng xạ hay cái gì á. À, bây giờ mình sẽ lấy ra một chiếc xe. Rồi bây giờ mình bỏ đồ vô để mình đi. Trời. Vụ gì? À, có hai con đó, đó anh thấy rồi. Để coi khu này có cái gì đặc biệt không, mà nhìn nó tím, nhìn nó lạ lắm luôn. Khu này là khu mà tụi mình chưa đi khám phá bao giờ luôn nha các bạn, và cũng chưa bao giờ quay cái này trú mưa được. Cái hòm là trên dốc em, trên dốc từ cái đoạn mà lên kia xong vòng xuống là có cái hòm em với cụ á. Đi hình như là hòm cụ trước xong mới tới hòm em là sát sát xuống dưới gần khu trạm của em á. Ui dưới này nó trời ơi. Bà ơi. Tím hết một khu luôn, nó có nhiều cái cây mới lắm nè. Ôi ôi. Sơn nữa nè. Ôi trên này nhìn nhìn đảo à. Nó có nhiều cái loại cây nhìn lạ lắm luôn, mà cái khu vực thì nó có cái cây lùn kìa. Trời. Ờ nãy mình không thử phóng con xe tự trển xuống à. Chắc không chết đâu. Chắc chắc thằng chết nó chừa mình ra. Rồi bây giờ đợi cù với lại năm đất xuống nha, chứ khu này nó đã lắm. Khu này vô thở mốt người nó tím liệm luôn. Ê cái cây nó nhúc nhích kìa quà. Anh không được. Cái cây nó có rung. Ê phía sau em có con chó nó dí theo. Ừ nó cái cây nó rung rung, anh tưởng nó có con gì nó núp ở trọng chứ. Kìa. Uầy. Đứng ở đây nè, nhìn cái cây nè. Gió hả ta? Đó. Ui, cái này hiện tượng lạ ta. Ừ. Giật lắc mạnh. Hiện tượng lạ ta. Ở nó có mấy cây nấm nhìn dễ thương quá. Mấy này như mà nguyên một cái bộ cây gì á. Hình như nhớ là cái xe này xúc được con này không ta? À không. Chợ bơm nó mới chết, chợ bơm nó mới chết. Khu này có độc mà, quên. Thì đó mấy cái con đó đó, mấy cây lừa người á. Để xem khu dưới này còn cái gì nữa. Quét thử xem khu này có quặng gì không qua. Quét đại quặng Caterium đi. À, ở đây có quặng nè mà không biết là quặng gì. Quặng đó quặng sắt thì phải. À đúng rồi. Ngoài sắt. Chỉ đúng mỗi cái khu Sakura là nó có cái quặng nhôm thôi. Quặng nhôm năm bữa Thiện đấu thầu mà Thiện chưa có làm nữa. Đây đem đấu hộ cho. Thôi anh mới vừa qua khu nhà máy em mà muốn chọt con mắt anh luôn vậy. Ở dưới này có nước nè. Đây cái hồ nước rộng ấy chưởng. Ừ hồ nước rộng lắm. Nhôm đúng không anh? Nhôm đúng không? Nhôm. Nhôm ở gần hấp có một quặng nhá. Ủa, anh nhớ làm gì có ta? Có. Anh quên. Ở đây ở phía xa kia nó lại có cái nhiều cái lạ lắm. Anh nhớ là chỉ có Sakura mới có cái quặng nhôm thôi. Không, ở chỗ kia cũng có đó. Ủa ở đây có con bự nè. Chỗ gần hấp cái quả cầu này nó vẫn chưa update xong ha. Vẫn chưa biết cái quả cầu này để làm cái gì. Nhưng mà anh nghĩ là quả cầu này sẽ đem về việc nghiên cứu. Giống như cái khó lái vậy. Giống như cái hard drive vậy. Ở đây có mấy cái cây lạ nè. Cái này giống như là khu san hô vậy đó. Đẹp thiệt sự. Ngoài ra thì có nước. Ở đây chúng ta có nước. Rất là nhiều nước. Rồi, bây giờ đi bộ thôi. Rồi các bạn ơi, hiện tại là mọi người đã tập hợp lại hết rồi và mình mới phát hiện ra được á, đó chính là trên cái bản đồ này chỗ của tụi mình đang đứng á, nó hơn phân nửa bản đồ một xíu thôi. Ở đây là vuông góc nè, có nghĩa là đây là gọi là giới hạn ngoài cùng của bản đồ. Bên này cũng vậy, bên này là cái hub của mình đây ha. Đây là cái chỗ dầu mỏ, bên này là khu của Khang và Nắm Đất. Ở đây là khu của Thiện, khu của Cù và đây là cái chỗ nhôm, thì các bạn thấy không? Nó chỉ chưa được hơn phân nửa một xíu thôi, thì từ khúc này đi qua đây sẽ là một chỗ đen thui luôn. Bây giờ tụi mình sẽ bay qua thử đi me thử xem là bên này có cái gì nha các bạn. Càng đi thì nó sẽ càng mở ra và nó sẽ càng sáng cái khu đó lên ha. Đi ok đi nè, bây giờ anh thắp mấy đứa bay được theo anh á. Để anh bay đi. Ừ anh bay nè, đây nè. Bay nè. Hello, thắp mấy đứa bay được theo em anh bay á. Bay được thì sao anh? Bay được thôi. Ê tính là đi xe nhanh hơn á mấy đứa ơi. Đi xe đi xuống dưới lấy xe mà đứa đi một chiếc. Đó biết ngay mà. Để đi xe đi đỡ chúng mấy con này chứ đi mấy con này mệt lắm. Nó đâm đấy, nó chập ra bắn nó luôn. Thôi dừng chơi ai thèm. Hiện tại là mình bị kẹt với cái máu á các bạn. Mình không bị mất máu nó luôn. Một cái lý do gì đó rất là xịn xò. Ủa mà đứa chiếc đi chứ. Đừng lên xe anh. Nó nặng nặng xe kỳ lắm.
xuống đi, đi xuống đi, đúng rồi, đi xuống đi, xe cán chết bây giờ. Đi xuống đi, đi xuống đi. Có đó, nó nặng kìa, em thấy không, nó chạy không nổi luôn kìa đó. Đâu mình được. Em nghe cái tiếng máy không? Kìa nó chạy được có 40-30 à. Anh anh cho em với. Thôi mấy đứa đi chiếc đi. Đi chiếc nó lát. Ê con chó kìa. Quay khu này càng xuống càng mờ mịt không thấy cái gì. Ê được, có bắn con chó. Qua nó bắn con chó kìa. Qua là người giết chết. Ê ê ê. Quăng là quăng gì ta? Quăng là quăng gì mà cần. Ủa mấy quăng này sao có mấy con boss này nó. Nhưng mà phía trước là cái thác nha mấy đứa. Đó mấy đứa leo lên là nó lại không có thể nào đi được. Trời ơi. Chắc anh đi bay quá. Thôi đi bay đi. Khu này nhiều boss lắm luôn á. Khu này mình chưa đi bao giờ. Anh thấy nó nhiều boss lắm. Có mấy cái cây kia nữa nè. Đây các bạn, mình đang đi tới cái rìa của bản đồ. Ui ui ui. Tới cái rìa. Ui nhện nha, nhện nha, nhện nha. Nhện nhện nhện. Nhện nhện. Nghe đồn là từ đây bay qua bên kia. Ở đây là một cái thác cho nên mình sẽ bay qua. Bây giờ anh bay trước nha mấy đứa. Bye bye. Ở giữa này có cái gì nè. Giờ nó có cái cục gì nó nhô lên nè. Ê mấy con nhện nó theo anh nó té giết chết. Ê quá 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 quá. Bay lên, bay lên, bay lên. Ở dưới là thác đó. Rồi xong quà rồi. Xong quà rồi, sưng này quà không về rồi. Sưng này quà đi luôn rồi. À, ở đây có cái cục này, cái cục này là cục của progress thôi. Chờ em. Ủa quà qua được rồi, qua được rồi. Qua được mà em. Ghê ghê ghê. Em thả cái tay luôn. Ghê. Ở đây còn cụ á. Đâu rồi, cụ đâu rồi? Bay qua cẩn thận. Gì đấy? Ê con nào bắn kìa. Kìa kìa, hai ba con. Con này boss nhiều lắm, con này boss nhiều lắm. Hết máu không. Đây các bạn, mình đang mở từ từ, nó đỡ đen hơn nè các bạn thấy không? Cái hồ lúc nãy. Cái hồ lúc nãy của tụi mình á là cái hồ nước nhỏ thôi, đây nè. Nhỏ xíu rồi bán đồ thôi. Mất rồi. Lắp ra lắp vô á. Cái túi bay của anh á, lắp ra lắp vô. Tụi còn non lắm. Ê khu này vật nha, dễ té chết lắm nha. Mấy đứa để anh đi xem trước thôi. Vậy té chết lắm á. Té không ai độ đâu. Trời ơi, khu này nó mờ câm luôn. Khu này nó mờ, mờ ơi là mờ luôn. Có con boss nè mà nó lại có cục đá nè. À sơn. Khu gì đâu mà tiếp lè. Sương mù mờ quá. Sao mấy con này nó không ngu vô kia, nó nhảy xuống núi chết luôn cho rồi ha. Chán thiệt. Nó khôn lắm anh. Nó là quái vật 4.0. Ờ nó chết rồi. Nè đây có con sơn nè. Để coi, ôi khu này nó lại hết tím rồi. À, đã quá, hết tím rồi. Anh ơi, con này phá được nè. Ơ xanh tím nè em, xanh tím nè. Ừ thì đó, đá đó xanh tím đó, anh đang nói đó. Phá đi anh. Phá anh ơi, phá. Ừ, phá đi, phá đi. Ờ, khu này là vực nha. Khu này là vực, đừng nhảy dưới chết á. Bây giờ mấy đứa tìm đường bay lên đi. Bay qua mấy cái lá như này đi. Xuống dưới chết không ai độ đâu. Rồi, còn cù thì... Thôi ở nhà đi, đợi tin đi cù. Ở đây có con tàu nè. Hình như khúc dưới này nhiều em... tàu rơi hơn. Tội cho anh Kiều, em cả anh Hòa thì thường thôi. Cái này nó quá là easy rồi. Thực ra là lúc bấm bay rồi thì bấm táp nó dính táp hoài luôn mà đâu bị gì đâu. Rồi để coi khu này còn cái gì nữa không. Mà tại sao nó lại tím lè như vậy. Cần 42W. 42W em cắm cái máy cho hai viên điện vô là đủ mà. Không biết cái máy, ê, cái máy biomass đó, nó có đốt được nhiên liệu không ta? Hay là nó đốt lá cây ta? Cái máy chạy bằng nhiên liệu của em, nhiên liệu sinh học á. Sinh học thì cũng được à. À lên này hết tím rồi, chính là nó chỉ tím một cái khu này thôi. Nó tím mỗi khu đó, như thế này. Nó tím ở khu dưới. Đúng rồi, còn lên trên này là một cái khu khác. Vẫn là khu núi thôi. Nhưng mà khu này nó đang thui nha các bạn. Mình chưa bao giờ đi tới khu này luôn. Tham quan tiếp đi anh, mở hết bản đồ. Ừ, đi mở bản đồ nè. Anh đang me mấy con này để anh đặt con xe anh đi cho nó lẹ chứ tụi này nó men ghê lắm. Trên đây có mấy cái lá gì vui nhỉ? Đi xe thôi. Không thể là đi bộ được, đi bay đi lâu lắm. Đi bộ phải gắn cái chân nhảy hả anh? Đúng rồi, bay lắc tầm này. À, anh đi trước nha. Rồi cụ là hết trò chơi luôn rồi. lại lên trên luôn hả anh? Ừ, bay thẳng lên trên luôn á, nếu mà mấy đứa bay được. Ồ, khu này vẫn chưa đi được đâu. Thoải mái anh. Em thoải mái lên đó. Bay lên vẫn còn bay lên nữa nha. Trên này có cái con sinh vàng á, vẫn còn chỗ lên nữa. Mà. Ok. Ô dính cái mày nó dưới này nó vẫn còn tím tím. Đây rồi bị gì vậy? Xong. Sừng này. Quà không về. Quà không về. Câu.
có độc quá, năm đất đeo mặt nạ vô. Em biết mà. Ôi, khu này nó có cái đường đi đẹp lắm. Không biết xung quanh nó còn cái gì không mà có cái đường đi đẹp lắm. Đó, chưa gì là thấy mấy con nó gầm gừ rồi. Mình sẽ đặt con xe xuống dưới này. Rồi đi thử nha các bạn, để xem coi khu bên kia là cái gì. Tại vì tụi mình mới vừa đợi trời sáng xong, để muốn cho các bạn xem thật kỹ khu này nó như thế nào. Nếu mà đi buổi tối thì nó thui không thấy được luôn á. Ra khu nhà máy chạy mượn quá à, chạy mượn như anh luôn á. Đúng rồi, ra khu nhà máy chạy mượn mà. Đúng rồi, nhà máy nhiều nó lát mà. Đứng trong nhà máy nó không lát nhưng mà lên đồ nó lát. Lên xe, lên phương tiện nó lát. Ở khu này nó hơi giật xíu nha, nó lát map. Ừ, nó mới vừa giật, anh cũng mới bị khựng để lát map. Wow. Map lót cái nhẹ. Cái khu dưới kia là cái khu hố dưới kia là cái gì ta, mình chưa đi kỹ nữa. Đây các bạn, mình đang đi mở, các bạn thấy không? Từ từ nó sáng sáng ra dần nè. Ui, lái xe. Ê, chuẩn bị vô khu đầm lầy nha, chuẩn bị vô khu đầm lầy. Anh thấy trên map là nó có nước với lại đất nhiều lắm luôn á. Em thấy mà. Ê, từ từ. Ê, đúng ra map nó rộng hết đấy. Mình đó. Không chết đâu mà lo. Con này ngon lắm. Quà chết. Quà chết không quà. Ê, sao mấy đứa phóng ở đây rồi đi phóng xuống dưới luôn vậy? Người ta phóng ở đây, người ta đáp cái xong em phóng xuống chứ. Phục ngon tới cỡ nào đi nữa thì cũng đâu chịu nói. Em hơi khôn anh nhá. Xuống đây hơi ẩm ướt rồi nè, xuống đây hơi ẩm ẩm rồi nè. Ủa anh đâu? Ui, sương mù trắng xóa luôn. Trời ơi, anh tới thiên đàng rồi mấy đứa ơi. Ôi, ơi, xuống rồi nè, xuống rồi nè. Trắng quá. Trắng xóa. Ôi, trắng xóa màn hình luôn. Ôi, ê, này thế này đi siêu, sao anh? Siêu trắng luôn, hả? Này đi sao? Em đang đâu? Đi đại đi, trắng đi đại đi, cứ đi đi, không chết đâu lo. Có con suối á. Ê, ui, con này nó không chỉ được dưới nước hả ta? Cái nước này đi được mà. Ừ, khu đó đúng trắng luôn. Trắng mà không thấy đường luôn á. Chạm sáng nha, ui mẹ ui. Con mắt. Siêu trắng. Đi vào trong thì nó hết rồi à. Đúng rồi, đi vô nữa là nó hết rồi, ráng đi. Nè, đang ở bên trong này nè. Coi cái này có đúng là đầm lầy không? Ê, có con sen vàng. Ôi, đúng là đầm lầy nha mấy đứa. Ơi, gọi trong phim. Sao vậy? Khu này nó đầm lầy nhưng mà nó có cái nước nó màu hồng hả? Nước nó màu hồng hay là cái dưới đất nó màu hồng? Nhưng mà nhìn, ê, khu này độc không à? Độc, khu này độc không là độc. Ôi. Khu này có khi nào có uranium không ta? À, nhưng mà mình biết tại sao mình không có chết. Nói chung là mình đi vô được mấy khu này đó, nó chỉ hơi đỏ màn hình thôi. Đỏ với xanh. Cái uranium mình như quét không được. Nhưng mà anh đang đi nè. Ồ, dưới kia toàn là nước không. Dưới kia nước không à. Chỉ có khúc này là còn là đất liền thôi, còn lại là nước, toàn bộ là nước. Hay mình đi bộ đi anh, chỗ này. Đi xe ngon mà. Ê, có nhiều boss nha. Mới đụng hai con boss rồi đó. Nó biết khu này nó có cái gì nhưng mà nó y như đầm lầy vậy đó. Ê, nó có cái cột đẹp vậy. Đó, cái nước này đi được mà cái nước kia là đi không được. Không hiểu. Xe nó kẹt cái gì vậy? Quặng này quặng gì đây? Này là quặng đồng. Quặng đồng trong này chi ta? Em tới nè. Ôi, xe này đi. Ôi, xe này ngon lắm. Ở đây có một cái cây và trên cái cây nó có một cái quả. Và cái quả này nhìn nó khá là giống quả tim nhưng mà nó lại màu đen. À, không ngon có nhất nhiều là cây khi lắm. Đi nó đó, khu này không biết có quặng hay không, phải bay lên mới biết được xác định là có quặng hay không. Nhưng mà trước mắt là hello. Độc hơi nhiều nha mấy đứa, khu này độc dữ lắm luôn. Hello, ủa, nó đó không bị độc ở năm đất? Không. Ai đây có cái mỏ nữa nè. Mà mỏ đồng không có gì. Ừ, độc nhiều lắm. Còn cái khu phía trước là khu trước mặt này mình cũng chưa đi bao giờ nè. Ôi, có một vàng cây giống như cây củ cải à. À, ôi kia là nước rồi, ngoài kia là hết map rồi. Xuống đây là hết nước lên map rồi. À, khu này nhìn không khác gì đầm lầy luôn. Đẹp á. Một khu thì tím lè, một khu thì nước. Sao không nghe cái xe được. Sao mà chết qua rồi. Ủa đây mặt nạ giống sát xe được hả ta? Ở đây nó có cái gì nè. Hình như bước qua bên kia là mình bắt đầu xuống sa mạc. Ờ rồi đúng rồi, dưới kia là sa mạc. Ồ. Ồ, tính ra cũng còn nhiều chỗ đấy. Rồi đó mình đang bay bên này xem bên này nó có gì, nó như là cái cánh tay vậy các bạn, và nó có cái đường đi luôn để mình qua xem thử.
Khoan đã các bạn, chỗ này nó có một cái cây, nó có cái trúc khá là đẹp và cái hồ nước này là nước độc nha. Mình nhảy xuống các bạn nhìn nè. Nó báo nha, nhưng mà do mình không chết thôi. Không, đâu, nhảy xuống đây thử hoài, nhảy xuống đây tắm hoài. Xuống đây bơi. Nhảy đây. Để vậy luôn. Xuống đây bơi, không chết đâu mà lo, yên tâm đi. Anh hứa không chết. Mất máu rồi chứ không chết, xuống thử đi, xuống thử. Ừ. Ôi, dăm ba cái khu. Ôi, mất cơ. Ủa, quả không bị gì hả? Ủa, có bị gì không đâu đất? Có bị gì không? Không, ra ngoài này thì bị này, nhưng mà ở dưới. À, vậy là nó do cái độc chứ không phải là do nước. À, cứ tưởng do nước. Ừ, nhưng mà ở đây có kiến trúc đẹp quá à. Nó có kiến trúc như cái tay của con gì á. Ờ, ở đây nó có cái tay như cái tay của con gì á. Không, vậy là cái nước nó là miễn nhiễm, nước không sao, nhưng mà độc nó bị dính thôi. Anh cứ tưởng đâu nước nó bị luôn. Trời ơi. Rồi, nói chung khu này là một khu đầm lầy, còn khu kia là khu màu tím. Vừa qua khu màu tím các bạn sẽ tới khu đầm lầy ha. Còn cái chỗ giữa này là mình nghĩ là chắc là cũng khu này nè. Nó do cái nền đất nữa đó các bạn, nhìn mẫu một màu đất nó khác nhau luôn nè. Chắc là cao hơn thì nó sẽ đậm hơn, hoặc là thấp hơn nó sẽ đậm hơn, mình không rõ lắm ha. Rồi ok, thì video này mình sẽ dừng tại đây, và đó là cảm ơn các bạn đã dành thời theo dõi cái tựa game Shadow of the Tomb này cũng như là video đi khám phá của mình. Hẹn gặp lại tập sau, mình sẽ mở khóa cái tờ 7 để xem khu mới, những cái mới trong cái tờ 7 là cái gì ha. Rồi chào các bạn, bye bye.